Các người làm những hiếp phụ nữ vậy? Tôi thích như vậy đó. Đánh! Họ đánh nhau rồi. Đừng có đánh nha. Ôi trời ơi, sợ vậy? Tôi bắn chết cậu. Đừng nha. Dừng tay. Đừng giết người nha. Ai vậy? Biết sao lại nằm nhau quá trời. Ai vậy? Sao lại như vậy chứ? Máu me không? Anh Thiếu Lâm, nể mặt của tôi, thả cậu ta đi. Được, hôm nay tôi sẽ nể mặt của cô. Cậu hãy cẩn thận nữa nha. Vậy là tha rồi. Dạ. Sao lại bỏ đi sao? Sao lại như vậy sao? Trời hay quá. Lúc nãy còn bên này đâu thấy gì đâu. Thế ghê. Cậu không sao chứ? Cũng quá đáng thiệt đó. Dễ dàng bỏ qua vậy sao? Không sao. Khách sạn Phổ Giang. Trưởng quầy. Trưởng quầy. Cho tôi hỏi, Kỷ tiên sinh ở lầu 2 đã về đây chưa vậy? Chưa về. Vậy cho tôi hỏi đường đi tới vũ trường Bách Lạc Môn được không? Bách Lạc Môn hả? Cô tới đường Hà Phi hỏi một chút là sẽ biết ngay thôi. Cảm ơn nha. Được cả sao mà. Chúng ta qua đó đi. Văn Anh. Hả? Ông ngoại. Đợi chút nha. Ông ngoại. Sao con lại chạy tới Thượng Hải vậy? Con không phải ở Phật Sơn với cha con hả? Con tới tìm ông và mẹ đó. Phải rồi, mẹ con tìm được ông chưa? Tìm được rồi, có chỗ ở luôn rồi. Đi gặp mẹ nha. Đợi đã. Con còn phải tìm người khác nữa. Còn tìm ai nữa? Có một người bạn ở Phật Sơn cùng con tới đây tìm ông. Giờ con không thấy anh ấy nữa rồi. Hả? Đi đâu mất rồi? Anh ấy nói là phải tới vũ trường Bách Lạc Môn này tìm ông. Hả? Tướng ta là sao vậy? Là một chàng trai trẻ, ốm ốm cao cao, mặc bộ đồ hồi xưa. Được, để ông đi dò hỏi giùm con nghe. Ông chú Miêu, tôi muốn hỏi một chuyện. Tối hôm nay có một chàng trai trẻ từ địa phương khác tới đây chơi không vậy? Đúng là có một người từ chỗ khác đến, cũng có chút mâu thuẫn với anh Thiếu Lâm, sau đó được chị Tuyết dẫn đi mất rồi. Trời đất ơi. Ê cha. Sao rồi hả ông ngoại? Sao lại gặp phải chị Tuyết chứ? Chị Tuyết nào vậy? Con yên tâm, ông biết cậu ta đang ở đâu, ông sẽ đi tìm ha. Còn con tới phòng 307 của nhà hàng Charlie tìm mẹ của con ha. Dù gì con cũng nhớ mẹ con lắm. Vậy con đi thăm mẹ nha. Được. Ông ngoại, vậy chuyện này nhờ ông hết rồi đó. Con yên tâm. Đi thôi. Đi, cẩn thận chút nha. Dạ. Có chuyện gì vậy? Trời ơi, anh có việc gấp rồi. Có gì gì mà gấp gáp trời như vậy ơi, chứ? Bây giờ anh phải vậy đi làm em liền. Em phải làm sao đây? Anh về rồi tìm em nghe. Anh về rồi nhớ không tìm em cái. Chà, ngoan quá. Được rồi, anh đi nha. Quán cà phê Victoria. Chị Tuyết à, hôm nay rất cảm ơn chị đã giúp đỡ tôi. Không cần cảm ơn. Vốn dĩ tối hôm nay tôi cũng không định tới Bách Lạc Môn đâu. Nhưng mà sau đó lại thay đổi ý định, cho nên mới gặp được cậu. Xem ra chúng ta cũng rất có duyên phận. Đám người hôm nay tại sao lại sợ chị dữ vậy?
cậu mới tới Thượng Hải phải không? Đúng vậy. Khi nào cậu ở đây lâu rồi, cậu sẽ biết là những người đó tại sao lại nể mặt tôi như vậy. Phải rồi, cậu là người địa phương khác, vừa mới tới Thượng Hải đã dám chọc ghẹo họ, cậu cũng to gan lắm. Thật ra thì tôi cũng không muốn chọc ghẹo họ, chỉ là họ ăn hiếp một người phụ nữ như vậy, tôi cảm thấy không thể nào nhịn được, cho nên tôi có lòng trượng nghĩa. Tôi rất ngưỡng mộ cậu. Hả? Cảm ơn chị Tuyết. Cậu là người ở đâu? Ở Phật Sơn. Một mình cậu đi tới Thượng Hải sao? Không phải, tôi cùng với bạn của tôi tới đây. Vậy hai người ở đây bao lâu? Chuyện này thì thật ra tôi cũng không biết. Xin lỗi, có phải tôi hỏi quá nhiều không? Không phải. Không phải. Cậu có đói không? Ăn chút gì đi. Không cần đâu, lúc nãy tôi ăn rồi. Bò bít tết ở đây mùi vị ngon lắm, cậu ăn thử đi. Phục vụ thực đơn. Dạ được. Mẹ! Vân Anh, sao con lại tới đây vậy? Có phải cha con chọc giận con không? Không có. Cha kêu con tới đưa mẹ và ông ngoại về Phật Sơn. Sao ông ấy không đích thân tới? Mẹ! Mẹ còn giận cha nữa sao? Cha chỉ là nhất thời hồ đồ. Thật ra cha rất nhớ mẹ đó. Cha còn nói sẽ nói lời xin lỗi mẹ. Mẹ có biết không? Cha còn khóc nữa. Cha còn khóc sao? Không thể nào. Cha mẹ làm vợ chồng 20 mấy năm rồi, chưa từng thấy ông ấy khóc bao giờ. Lần duy nhất chính là ông nội con qua đời. Cha khóc thật mà. Cha xin lỗi con, còn xin lỗi mẹ nữa. Cha nói là gia đình chúng ta quan trọng nhất. Được rồi, đừng nói tới cha con nữa. Nói cho mẹ biết, sao lại kêu ông ngoại con cùng nhau về Phật Sơn vậy? Chuyện này nói ra dài dòng, lát nữa con sẽ từ từ giải thích cho mẹ biết. Được. Giang Anh à, tối nay chúng ta nói chuyện với nhau nha. Dạ. Không được, con phải đợi A Khoan về đây. Nếu anh ấy không tìm được con sẽ sốt ruột lắm. A Khoan cũng tới à? Đúng vậy. Vậy mẹ đi với con. Dạ, trên đường con từ từ giải thích cho mẹ biết. Được, đi. Nè, chủ nhân của cậu đâu? Ở trong kia. Cảm ơn nghe. Sư mẫu. Tìm tôi có chuyện sao? Không có chuyện gì. Tôi chỉ muốn hỏi là lúc nãy ở Bách Lạc Môn cô có ra tay giúp đỡ một chàng trai trẻ phải không? Tôi không biết ông đang nói cái gì. Ý tôi là chàng trai trẻ tên là Dung Khoan đó, hắn có phải ở đây không? Ông nghe chuyện này từ đâu? Cho dù là phải, tôi giúp người ta một việc, ông cũng xen vào à? Không, tôi sợ là cậu ta làm phiền cô. Cậu ta không làm phiền tôi, là ông đang làm phiền tôi. Cậu ta đi rồi. Ông còn đứng đây làm gì? Có phải muốn uống cà phê không? Không dám. Cô uống từ từ, tôi xin phép nghe. Giờ đã mấy giờ rồi còn chưa về đây? Con đừng gấp, chắc cũng sắp về rồi đó. A Khoan, anh đi đâu mất tiêu vậy? Biết mấy giờ rồi không, làm tôi sốt ruột lắm đó. Khương đệ thẩm, cuối cùng tìm được bà rồi. Dùng thiêu gia. Kêu A Khoan là được rồi. Nè, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?
Không phải nói có người nào tên chị Tuyết đã cứu anh rồi sao? Phải, đúng là có chuyện này. Chị ta đã cứu tôi, tôi cũng không biết tại sao. Chị ta còn kêu tôi đi uống cà phê nữa. Ông ngoại tôi đi tìm anh không gặp được hả? Tìm được ông ngoại rồi sao? Ừ. Vậy thì tốt quá. Để tôi đi mở cửa. Trời ơi, có chuyện gì vậy? Ông về nhà đã nhìn thấy tờ giấy nhắn con để lại nên ông lập tức tới đây. À phải rồi Giang Anh, sao ông tìm hoài cũng không thấy bạn con vậy? Con cười cái gì? Cha, chẳng phải đang ở đó sao? Hả? Ê, cậu ta trốn làm gì vậy? Hả? Con trốn ở đây làm cái gì? Có sao hay không? Dạ chào Miêu lão tiền bối. Tiền bối được rồi, bỏ chữ lão đi nghe. Dạ dạ, chào Miêu tiền bối. Giang Anh à? Dạ. Bây giờ đã tìm được người rồi, mọi người mau chóng thu dọn đồ đạc. Tối nay ở lại đây, nhưng phải đổi phòng khác ở. Sáng sớm mai mau chóng về Phật Sơn. Cha, sao lại gấp gáp như vậy? Tình hình trước mắt vô cùng phức tạp, nhất thời cha cũng không giải thích được ha. Nhanh lên đi. Dạ được. Nhanh lên. Xe kéo à? Dạ tới liền, tới liền. Mau lên. Lên xe, dạ. lên xe. Mau lên xe đi. Mau. Nhanh lên. Dạ rồi lên xe. Ngồi vững nha. Lên đường. Xuống xe, nhanh hả? Lên. Mau xuống. Ủa? Xe đi theo tôi, đi theo tôi. Mau lên. Là không đi nhanh hả? Đi. Cha. Nhanh. Sao nhanh vậy? Lên. Ủa, đi là... theo cha. Là không đi thiệt hả? Sư mẫu. Dương thiếu gia, nhanh vậy đã muốn quay về rồi sao? Không nói một tiếng nào hết, vậy là không coi tôi là bạn rồi. Tôi có chuyện quan trọng phải trở về Phật Sơn, cho nên... Sư mẫu, cô đừng có trách. Quá thật là Phật Sơn có việc gấp, cho nên phải nhanh chóng quay về, không kịp nói với cô một tiếng thôi. Vậy tôi tiễn các người đi nha. Dạ không phiền sư mẫu đâu. Mở gì tiểu thư? Mau. Sư mẫu. Hả? Chị Tuyết à, chị không sao chứ? Hả? Tình hình sao rồi? Bây giờ đã hoàn toàn vượt qua nguy hiểm. Tình hình của bệnh nhân rất tốt, mọi người vào trong được rồi. Các cậu canh chừng nghe. Dạ. Sư mẫu, cô không sao chứ? Tạ ơn trời đất, nếu cô mà có mệnh hệ gì thì tôi không biết phải làm sao ăn nói với sư phụ với suối vàng nữa. Chị Tuyết, cảm ơn chị đã cứu tôi. Nếu không phải chị đỡ đạn giùm cho tôi thì bây giờ người nằm ở chỗ này chính là tôi rồi. Không cần cảm ơn. Cha, đi thôi. Sư mẫu à, chúng ta đang vội về Phật Sơn, cô hãy nghỉ ngơi cho khỏe. Vậy nghe, sau khi tôi đưa họ về Phật Sơn rồi, tôi sẽ trở về thăm cô ha. Đi. Đúng đó chị Tuyết à, chị mau nghỉ ngơi cho khỏe đi, chúng tôi sẽ tới thăm chị sau.
Cảm ơn chị nghe. Đi thôi. Dung Khoan. Chị Tuyết. Tôi có chuyện nói với cậu. Sư mẫu, hai người nói chuyện đi. Khoan, nhanh lên. Chị Tuyết, ngồi đi. Khoan, tuy chúng ta gặp nhau không được vài lần, tôi cũng không hiểu rõ về cậu lắm. Nhưng tôi cảm thấy cậu là một người đàn ông xuất chúng. Chị Tuyết à, chị quá khen tôi rồi. Thật ra thì tôi là một thằng rất là ngốc nghếch. Không, lần đầu tiên khi tôi gặp được cậu, cậu đã có thể vì một người xa lạ chưa từng gặp mặt mà xả thân cứu họ. Tôi cho rằng cậu là một người tốt bụng, rất ngay thẳng và rất dũng cảm. Chị Tuyết à, chị đừng có nói vậy mà. Chị nói vậy tôi cảm thấy ngại lắm. Thật ra thì tất cả những người có lòng chính nghĩa gặp phải những chuyện này cũng sẽ ra tay giúp đỡ thôi. Không phải đâu. Ở Thượng Hải, tôi chưa từng gặp người đàn ông tốt nào giống như cậu hết. Không phải chứ. Chị Tuyết à, chị xem, chị hiền lành như vậy, lại xinh đẹp nữa chứ, lại còn có địa vị cao nữa, sao có thể không gặp được đàn ông tốt chứ. Cho dù bây giờ chị không gặp được thì chắc chắn sau này cũng sẽ gặp được. Cho dù tôi thật sự gặp được rồi, cậu cảm thấy tôi có thể giữ người đó ở bên cạnh sao? Sao nửa ngày trời rồi còn chưa ra? Cha à. Hay là cha vào trong xem thử đi. Hả? Cha. Ông ngoại. Được. Lão tiền bối, ông cũng muốn vào trong hay sao? Không. Chúng ta mau đi thôi. Mau đi thôi. Đi. Nhanh lên. Thôi. Mau. Nhân anh, sao cô không đi? Hai người nói chuyện nhanh quá ha. Chị ta nói cái gì vậy? Đâu có nói gì đâu. Nói như là khách sáo thôi à. Lời khách sáo. Bộ ghen rồi hả? Được nha. Dung phụ. Dung lão gia, bây giờ An Trang chủ đã chết.